Lý Dạ, giờ đây hỏi rồi cơ mà. vâng. Bây giờ em lại bị mắc một cái này, em hỏi Ok, tiếp nhanh, ạ. chúng ta sắp Vâng, hết giờ rồi. anh Sơn ơi, em đang gửi một cái báo cáo tài chính đến cho cơ quan thuế ạ. Và khi mà cơ quan thuế nhìn thấy rằng là cái tài khoản 33311 của bên em đang là 4 tỷ, trong khi đó là cái doanh thu của bên em đang là 6 tỷ ạ. Vâng. Có nghĩa là ý của em đang nói là chỗ bên em làm hợp đồng là bên công ty về xây dựng, thì khi đó bên khách hàng chuyển tiền cho bên em, xong đó thì bọn em đã bên công ty đã xuất hóa đơn mà thậm chí là xuất nhiều hơn so với cả những cái hoàn thành ạ. Và công trình bây giờ hiện tại nó vẫn đang ở dở dang, vẫn đang treo rồi chưa hoàn thành ạ. Thì em đang muốn hỏi là cái phần mà khi mà đưa vào cái Chưa thực doanh hiện. thu treo là 3387 ạ, thì em muốn xử lý nó như thế nào để cho hợp lý nhất, bởi vì là trước khi mà bên khách hàng trả tiền thì bên em lại xuất hóa đơn luôn và không tức là không có không chưa có một cái chút gì cái đầu vào cả. Xong đó thì Rồi, đến lúc hiểu câu hỏi của mà bạn rồi. Nha, hiểu câu hỏi của bạn rồi. giữa năm nọ năm kia. Vâng, ạ. Thứ nhất đây là trong cái phần thuế giá trị gia tăng này, anh chị ở buổi buổi sau có thể tôi xem lại xem là còn nhiều câu hỏi liên quan đến giá trị gia tăng mà cần phải chia sẻ thêm về phần kê khai và quyết toán thuế giá trị tăng nữa không, và nếu không thì tôi sẽ chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng rất có thể sẽ một buổi giá trị gia tăng nữa để cho áp dụng vào thực tế. Thế thì các bạn, cái câu hỏi của em ấy nó sẽ liên quan đến cái trường hợp này này, em phải xem rất rõ là gì, quy định điều kiện ghi nhận doanh thu trong thuế giá trị gia tăng và quy định điều kiện ghi nhận doanh thu trong trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp. Mở đây xem chi tiết nhé, xem rõ chi tiết điều kiện thời điểm ghi nhận doanh thu của hai cái thuế đấy. Thế thì nếu như mà khi người ta chuyển tiền em xuất hóa đơn cho người ta thì lập tức lúc đó em đã hoàn thành đúng nghĩa vụ liên quan thuế giá trị gia tăng thì là ok, không vấn đề gì cả. Xem lại, mà kể cả hoàn thành trước thì càng tốt, chả vấn đề gì cả. Thế thì dẫn đến là nó ở đây này, trên là trên báo cáo tài chính người ta mới thấy là gì, trên cái tài khoản 33311 là thuế trị tăng đầu ra của em đó là gì, 4 tỷ, nhưng trên cái tài khoản doanh thu của em lại có 6 tỷ. Thì 6 tỷ thì thông thường nó chỉ tương ứng với 10% thì chỉ có 6 triệu thôi. Thế bây giờ người ta mới yêu cầu em, bắt em phải giải trình là vậy thì nếu như là thuế trị tăng đầu ra của bạn 4 tỷ thì tương ứng với doanh thu của bạn nó phải là 40 tỷ chứ, đúng không ạ? Thế vậy thì trong trường hợp của mình là nó là trường hợp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nó có tính chất đặc thù cho nên là gì, nó mới có cái phần doanh thu chưa thực hiện. Thì em mở cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp ra xem kỹ, tra lại để em bảo vệ giải trình cái vấn đề đó, trường hợp đấy của em nhá. Ok, hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn.